trong rừng. Quán cây bàn, đi vòng rồi chút nữa trở lại quán cây bàn ăn. Ở khu vực này hồi xưa là mà khách du lịch đó là khách Liên Xô đông lắm, bây giờ không biết có định đám trở lại chưa. Cái thúng ở cái phương tiện để người ta đi từ trong cái ghe đó để người ta đi vô bờ. Ông này ông đang bơi cái thúng ông vô bờ. Nói là bơi chứ người ta lắc đó. Chút mình ăn trưa, mình ăn ở gần gần đây nè. Có cái mấy cái làm chài á. À, khỏi trở lại hả? Không, khỏi trở lại. Tại vì mình đi đu nè. Tại cái cầu cát hình như ở đâu không? Đang cũng sẽ cũng quá hả? Có rồi, rồi, rồi. Ở đây là người ta kêu cái gì? Chỗ này người ta kêu cái gì con? Bánh đá gì hả? Hình như bến đá gì đó. Làng chài. Làng chài. Làng chài. Cái này anh em ở Trà Vinh thôi anh. Dạ. À. À. Đi ăn vậy? Đi mấy ngày rồi? Em đi trong hồi tối em lên á. Trời đi. Ôi chà. Trà Vinh. 6 giờ em lên tới đây rồi. Ồ. Rồi định đi đâu? Định đi tới đâu lận? Bây giờ đi ra Bầu Trắng. À, ra Bầu Trắng đi ra đường đi ra Nha Trang. Mà mình không có đi tới đó đâu. Tụi chú đi quay trở lại lên đi lên Bảo Lộc. Dạ. À, đi đường núi lên Bảo Lộc. Bắt buộc phải trở về, đường này là cũ mới lên. Hình như ở đâu ở đây có nè. Ta nói ở đâu ở đây có cái đường trẻ lên. Đi lên lên luôn, phải cần về dưới ăn đó. Dưới ăn phải chạy này luôn đi. Bây giờ sao giờ xuống dưới này không làm sao? Xuống đi, xuống đi. Này tôm tích với ốc. Dạ, ốc nó kêu ốc gì con? Ốc giấy chú ơi. Hả? Dạ. Ốc giấy, ốc giấy. Ốc giấy hả? Ốc giấy dạ. Ốc mè, ốc giấy. Cái này cái gì? Dạ, xoài, xoài ngọt. Ồ. Để xuống dưới coi chú ơi.
chút nữa tính. Thì xuống quay phim thôi chứ đâu có ăn uống gì đâu. Ở dưới này người ta có mấy chỗ người ta mua bán, người ta bán đồ biển cho ăn luôn nè. Quá dơ bây giờ. Có bãi này trước đẹp lắm, bây giờ dơ quá. Ở tuốt bên kia có cái làng chài ở bên kia. Có mấy chỗ đó. Trước bên kia có cái làng chài bên kia. Mình tới đây chưa, thành thử nó không có sinh hoạt ở biển. Ngồi quay cảnh đây thấy bây giờ rác quá. Chạy quen rồi chứ mình làm gì mình dám. Lết bánh luôn. Cái chơi ở đây nó xuống luôn ta. Quen này chứ không lét luôn. Chưa chắc là bây cả giờ trăm năm á, hình như là 500 năm được gì lắm á. Đớp vô được. Có mấy con cá voi á, con rùa biển á. Ừ, nó tưởng con sứa đó. Ừ, đúng vậy. Nó ăn luôn. Rồi cá này cá nọ nó ăn tùm lum tùm la. Có cá mấy cá mập nó ăn nó chết mở bụng nó ra tàn là còn rác không à. Rác. Có cái này nó đang trèo vô bờ nè. Nó kéo cái thúng bự của nó vô rồi. Thúng nhỏ kéo thúng bự ha. Nó bơi nó lắc nó kéo cái thúng bự nó vô. Thúng bự này như là chiếc ghe của nó. Cái này đánh bắt gần bờ thôi. Này bắt cái gì ta, nó có cái đồ nó quay nè. Cái nó quay. Đây là cái làng chài mũi né. Giờ này không thấy người ta ở biển người ta vô á. Người ta vô mấy giờ con? 6 giờ sáng á hả? Ở đây người ta vô 6 giờ sáng. Giờ này im re á nè. Ngoài dạo này cá mắm gì nhiều không? Có mùa này mùa cá mà không thấy cá. Nó quay cái gì vậy? Nó thả lưới á, nó thả lưới nó bao gần bờ á, cái nó kéo nó vô. Cái này bắt cá chích từ
mấy cái nhỏ nhỏ. Cái thùng này cũng bự ghê đó, thấy không? Đâu có phải cái thùng nó thùng bự đó, thùng nhỏ nó ở dưới nè. Thùng này thì hồi xưa người ta làm bằng tre, nhưng mà bây giờ nó làm bằng composite đó. Đúng rồi, làm bằng composite đó. Nó kéo mấy chiếc ghe. Nó kéo mấy chiếc ghe lên bờ. Nó hay ghê nè, nó kéo lên cột lên bờ.